Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Thì trong tập trước chúng ta đã có tiến hành thuần hóa mấy em voi mammoth long săn rồi nè, cũng như là xây một cái chuồng khá là chân thật cho tụi nó. Đó, nó phù hợp với cái vùng băng tuyết nha các bạn. Đây là em voi mammoth long săn của mình nè. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm về loài voi cuối cùng. Đó, nó có tất cả 4 loài voi. Thì loài cuối cùng sẽ là voi châu Á nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái bùa hộ mệnh thú cưng với công thức chế tạo rất là đơn giản luôn. Đó, 4 cái hạt vàng cũng như là một cục kim cương thôi nè. Cái bùa này á thì tác dụng của nó rất là xịn luôn. Chúng ta có thể nhốt mấy cái em thú cưng á mà đã thuần hóa vào trong này và mang về nha các bạn. Đỡ mất công phải dắt như mình hồi trước nữa. Phải chi tôi biết tới cái này sớm hơn thì hay biết mấy. Trời đất ơi, ở đây mình đã có được 4 cái bùa rồi nè. Xịn sò chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lên đường và bắt mấy cái em voi châu Á về nha các bạn. Mình đã có thuần hóa sẵn rất là nhiều voi châu Á rồi nè. Ôi mình nghe tiếng cái con voi nó kêu đâu đây nè. Ôi mà không biết nó ở đâu luôn các bạn ơi. Ui em voi đâu rồi. Ôi chỗ này nó có một cái hang rồi nè. Đúng rồi. Biết ngay là nó rớt xuống đây rồi mà. Đây mình sẽ lấy cái bùa hộ mệnh này và nhốt nó lại nha các bạn. Đó, bấm chuột phải là chúng ta đã nhốt được nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi bắt thêm 3 cái em voi nữa nha. Quá là xịn sò luôn. Ở đây mình đã có lưu rất là nhiều cái địa điểm rồi nè. Đây có một em voi châu Á cực kỳ nhỏ luôn. Bắt nó lại. Hai em. Quá là xịn luôn. Rồi bên kia có khá là nhiều voi châu Á nữa kìa các bạn. Cái vùng đồng bằng này rất là nhiều voi châu Á ha. Hay vẻ trưởng ạ. Và đây là một con bự nè các bạn ơi. Con bự thì chúng ta không có thể thuần hóa được rồi. Để mình lên mình bắt cái em nhỏ này nha. Con nhỏ này thì chắc chắn mình đã thuần hóa rồi nha. Quá là tiện lợi luôn các bạn ơi. Đỡ mất công chúng ta phải cột nó vào dây và dắt về như hồi trước nữa. Quá xịn. Ôi phía bên này chúng ta còn voi nữa nè. Ui và đây là voi châu Phi hả? Voi châu Phi nhỏ nè các bạn. Ui và bên đây cũng có voi châu Á nhỏ luôn. Bắt nó về thôi. Ui hình như cái thước nó bự lên một xíu. Chắc mình sẽ chế tạo thêm một cái bùa hộ mệnh cho thú cưng nữa nha các bạn. Sẵn tiện có cái em voi châu Phi nhỏ đây nè. Đó, mình bắt về luôn, đỡ mất công. Rồi, lụm nó về liền. Mình sẽ thả em voi châu Phi tí hon đó vào trong này nha. Đó, cho nó ở với cái đàn của nó. Bỏ nó vô đó thì từ từ nó cũng sẽ lớn lên thôi. Voi châu Phi. Xịn vải chưởng ạ. Rồi, để bây giờ mình đi qua mình xây chuồng cho mấy em voi châu Á trước nha. Thì cái chuồng nó cũng như tất cả các loài voi còn lại thôi. Dài 35 và rộng 30 nha các bạn. Không có gì khác biệt cả. Rồi, đã dài 35 rồi nè. Mình sẽ kéo thêm 30 ô chiều rộng nha. Ui trời nó cũng sắp tối rồi cơ. Mới đi bắt voi có một xíu thôi mà trời nó đã muốn tối rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ xây cho xong cái chuồng này trước khi mà trời nó tối nha. Tối á có rất là nhiều em quái nó xuất hiện đó. Đó, nó tấn công mình. Và quái trong đây á nó rất là kinh khủng luôn. Nào là người sói rồi rất là nhiều cái loại quái khác nữa. Có cả hùng ma và những cái con skeleton cầm kiếm nữa các bạn ơi. Rất là kinh khủng luôn. Rồi sẵn tiện thì mình cũng sẽ xây cái cửa luôn. Mỗi bên kéo dài ra 12 ô nha các bạn. Đó, để cho nó đồng đều. Và chỗ này sẽ là một cái cửa. Cái cửa như bao cái cửa khác thôi. Rồi sóng suối liền. Ôi, không biết sẽ có kịp không nữa. Chuồng voi châu Á cũng sẽ cao 5 ô thôi nha các bạn. Đó, cao 5 ô và chúng ta cũng sẽ ốp mái ở trên để cho bọn quái nó sẽ không xuất hiện nha. Rồi, kéo ra cho mau nào. Trời, nó sắp tối rồi đó. Rồi, mấy lóc nữa thôi. Ây da, trời đất ơi. Tới cái lóc cuối cùng nó vẫn bị lỗi các bạn ơi. Thiệt chứ. Và hoàng hôn nó dần buông xuống rồi các bạn ơi. Kinh khủng quá. Rồi mình đã đi ngủ cho trời nó sáng rồi nè. Đó. An toàn là trên hết đó các bạn ơi.
Để tối mà xây dựng á thì nó rất là nguy hiểm luôn đó nha. Hai đường nữa thôi các bạn à. Kéo qua phía bên này, mình sẽ mau chóng làm cho nhanh cái khung trước nha. Rồi, cái khung đã xong, bây giờ chúng ta đến cái phần máy. Vì mình đã hết thạch anh rồi nên sẽ dùng những cái gỗ bạch dương để mà làm máy nha các bạn. Trời ơi, tới giờ tôi nghèo rồi, mình cũng chưa có thời gian để mà đi xuống địa ngục để mà đào thêm thạch anh nữa. Nên thôi kệ, chúng ta sẽ tạm dùng cái gỗ bạch dương này vậy. Phần mái đã xong, giờ mình sẽ ốp cho cái tường nó dày thêm nha các bạn. Đó, mỗi phía nó đều dày như vậy nha. Ôi, ở đây có một em báo nè. Trời ơi, cái con này nó muốn ở với mấy em voi châu Á thì phải. Mày mà không chạy ra thì tí tao cho mày ở chung đó. Cho mấy con voi nó hút chơi luôn. Rồi, tường dày ba ô nha các bạn. Vẫn như vậy thôi. Bên này là bên cuối cùng, cũng dày ba ô luôn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái kính cường lực để mà ốp cho xong luôn nha. Đâu rồi, kính cường lực tôi để ở đây nè, rất là nhiều luôn. Hy vọng là mình đem theo đủ cái số kiến này nha các bạn. Rồi, cũng dùng quan để mà kéo ra thôi. Có cây quan á, nên là xây dựng rất là đơn giản luôn. Rồi, kéo ra tiếp thôi các bạn ơi. Chắc đủ đó ha, cũng không thiếu đâu. Cái loại kiến này á, nó rất là trong suốt luôn, nên chúng ta có thể cho quan khách nhìn ở bên ngoài vô, nó rất đơn giản nha các bạn. Ơ, cái em báo nó đã chạy ra ngoài rồi kìa. Nó nghe mình hù nó sợ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, chơi mà chạy hả? Nó sợ quá nên chạy ra ngoài để tránh bị nhốt chung với mấy em voi châu Á đó các bạn à. Quá xịn hen. Rồi, cái mặt cuối cùng. Ôi, và phía bên này nó cũng có một cái em báo đen nữa các bạn. Chiến binh báo đen Black Panther. Hay vậy. Xong phần kiến cường lực, chúng ta sẽ tạo thêm những cái cửa Carpenter nha. Đó, công thức như thế này thôi các bạn ơi. Và mình cũng sẽ tạo thêm 4 cái nút luôn nha các bạn. Những cái loại cửa này á các bạn, nó rất là hay luôn. Chúng ta có thể ốp những cái chất liệu khác vào trong luôn đó. Ví dụ như lần này thì mình dùng gỗ bạch dương nha, để cho nó trùng với lại cái mái luôn. Cái mái cũng làm bằng gỗ bạch dương mà. Rồi, để mình ốp cái phần cửa trong trước nha. Rồi, tiến hành đi ra ngoài và mình sẽ ốp thêm hai cái nút này bằng gỗ bạch dương hết luôn nha. Thế là đã xong phần cái chuồng rồi nha. Bây giờ mình sẽ đặt mấy cái đá phát sáng để mà tránh cái bọn quái nó xuất hiện nha các bạn. Cái cách đặt á, thì mình sẽ cách ra 6-7 ô và đặt một cái cục đá phát sáng vào thôi. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, chỗ này một cục nè. Và ở cuối cùng, ở cái góc này cũng sẽ là một cục luôn nha các bạn. Rất là đơn giản. Bên này chiều rộng thì chúng ta chỉ cắt ra 6 ô thôi. Và mình sẽ tiến hành giống qua cho nó nhanh nha. Giờ là đến phần cái hồ nha các bạn. Mình sẽ tạo một cái hồ nó xéo qua một bên, chứ nó không nằm ở giữa như những cái chuồng voi khác nha các bạn. Ui, chứ đây có rất là nhiều nhện luôn nè. Wow, ở đâu mà đông quá vậy? Để tôi giết bớt đi. Trời đất ơi, các bạn coi nè, quá chừng nhện luôn. Ui, nó lòi thêm ra một con nữa nè. Quá chừng quá đất à. Rồi, mình sẽ lắp cỏ vào nha. Trời đất ơi, nhện đâu mà đông quá vậy. Chỗ này mình cũng sẽ đào ra cho nó thẩm mỹ một chút nha. Đó, trời ơi, cũng cho nó rộng một chút luôn. Chứ nhìn như vậy thì nó hơi nhỏ đó. Ok, đã xong rồi các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn tạo một cái nguồn nước vô hạn và tiến hành đổ đầy nước cho cái hồ này thôi nha. Đó, rất là đơn giản luôn nha. Múc và đổ vô cho nó đầy cái hồ này thôi nha. Đó, cái hồ đã đầy nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ trồng thêm cây để cái môi trường sống của mấy cái em voi châu Á này nó sẽ thêm đa dạng nha các bạn. Đây là cây gỗ sồi sẫm màu nè. Đó, mình sẽ trồng một cây ở cái góc này nè. Và tiếp theo đó thì mình cũng sẽ trồng thêm một cái cây rừng. Để mình coi coi cây rừng mình có nên trồng ở bên này không ta. Chắc mình trồng phía bên này đi. Một cây rừng nha các bạn. Cây này thì nó rất là cao luôn. Quá xịn sò. Trời ơi, cao vãi chưởng ạ. Và phần bên này cũng là một cái cây sồi sẫm màu nữa nha. Ok, quá đã luôn các bạn ơi. Còn lại thì mình sẽ sử dụng ba cái loại cây, đó chính là cây keo, cây bạch dương và cái cây sồi bình thường thôi nha.
Đầu tiên là cái cây bạch dương trồng ở góc này thôi. Cây này thì nó khá là lùng. Một cái cây keo mình cũng sẽ trồng gần cái hồ nha các bạn. Cái cây này thì nó hay nghiêng ra lắm. Cũng rất là thú vị. Ok. Rồi, mình sẽ trồng thêm một cái cây sồi chỗ này. Một cây sồi. Ôi, hình như mình đặt nó sát cái chuồng quá rồi. Mình phải cách ra hai ô mới trồng được nha các bạn. Đúng vậy, cách ra hai ô các bạn ơi. Tại vì cái tán lá của nó to. Trồng gần quá thì nó sẽ không có phát triển lên được. Và phía bên này cũng là một cái cây bạch dương luôn nha. Để mình coi, mình sẽ trồng thêm một cái cây keo cạnh cái hồ luôn. Chính giữa này đi. Tại vì cái phần ở giữa nó hơi bị trống. Và chỗ này thì thêm một cái cây bạch dương nữa nha các bạn. Rồi, thế là đã xong về cái phần cây cối rồi. Mình chỉ cần bón thêm cỏ để cho cái môi trường này nó thêm đa dạng nữa thôi nha các bạn ơi. Mình sẽ bón cỏ ở dưới những cái gốc cây này nha. Thế là nó sẽ hợp lý nhất rồi. Chỗ này nữa nè, bên này. Gần những cái keo cũng vậy. Bón cho nó đều các bạn ơi. Và mình cũng không quên là trừ ra thêm những cái phần đất trống. Tại vì cỏ nhiều quá thì nó cũng không có được đẹp cho lắm. Thế là chúng ta đã xong rồi nè. Giờ thì thả mấy cái em vô châu Á ra thôi nào các bạn ơi. Hai em nè. Ui, cái em vô châu Á này nó to vãi ha. Ba em. Em này sẽ là em thứ tư nha. Quá là đã luôn. Ui, nó cũng khá là thích hợp trong cái môi trường này chứ ha. Wow, quá xịn luôn các bạn ơi. Để mình cất lại đồ đi. Ôi, và mấy cái em vô châu Á này nó chưa lớn các bạn ơi. Chúng ta phải chờ cho nó lớn thì mới tiến hành trang bị cho nó các cái vật phẩm được. Thì sẵn tiện thì mình cũng sẽ đi thăm những cái loài vật khác của cái sở thú thời hiện đại luôn nha. Đó, mình sẽ đi qua thăm thử mấy cái em gấu Bắc Cực này đi. Đây là gấu Bắc Cực nha các bạn. Mình đang để ở chế độ bình thường nè. Thì mấy con gấu Bắc Cực này khi thấy mình nó rất là hung hăng luôn. Đó, nó muốn nhảy ra nó tấn công mình đó các bạn. Sẵn tiện mình bắt về luôn một em vua châu Á nha. Ôi, và mình có lưu cái tọa độ của cái con đà điểu mà ta. Ôi, con đà điểu của mình đâu rồi? Ôi các bạn ơi, tìm nãy giờ không thấy luôn. Ui, có vẻ nó mất tiêu rồi các bạn à. Để mình qua cái em voi châu Á khác nha. Ồ, đây nè các bạn ơi, em voi châu Á thứ hai. Lụm nó về luôn, quả là ngon. Mình sẽ tiến hành teleport vào vị trí của những cái em voi khác luôn. Và đây là thêm một cái em voi châu Phi nữa nè. Đó, xịn xo liền. Để mình về nhà mình thả cái em voi châu Phi này ra luôn nha. Đây, thế là đã có được 4 em voi châu Phi. Đã được thuần hóa nha các bạn. Đó, cho cái chuồng nó thêm phong phú đi. Rồi, để mình qua bên kia. Mình thả thêm 2 cái em voi châu Á ra nữa. Tổng cộng mình đã có được 6 em voi luôn rồi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Chạy qua chuồng của mấy em voi châu Á bên này. Đây, ở đây có một cái em báo nè. Con báo nó sợ chung với voi quá nên nó chạy ra cái lúc mà mình xây chuồng đó các bạn. Thả em voi thứ nhất. Và em voi thứ hai. Ôi, mấy cái con này nó nhỏ xíu rồi các bạn ơi. Ôi, bên này có một cái con nó nhỏ hơn nữa nè. Wow. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ tiến hành trồng mía ở quanh cái hồ luôn nha các bạn. Đó. Thì voi nó cũng khá là thích ăn mía. Nên mình trồng khi nào mấy cây mía nó lớn á, cho mấy cái bọn voi này nó ăn luôn. Hay vậy. Vừa để trang trí vừa làm thức ăn cho voi nha các bạn. Cũng khá là xịn đó. Rồi, ngon lành liền. Bây giờ mình sẽ chờ cho mấy cái em voi này nó lớn lên nha. Wow, rất là nhiều voi luôn. 6 em voi châu Á đã được thuần hóa hết luôn đó các bạn à. Và đây, mấy em voi châu Á nó cũng đã lớn lên hết rồi nè. Mình đã đặt ở đây một cái giường á. Để có gì mình đi ngủ cho bọn này nó lớn cho nhanh luôn đó các bạn ơi. Chỉ qua tầm 2-3 ngày trong Minecraft thôi. Là mấy cái con voi châu Á này nó đã lớn như vậy rồi đó. Wow, quá là xịn luôn các bạn ơi. Chúng ta cùng qua chuồng của mấy em voi châu Phi để mà coi cái ngà của tụi nó nha. Wow, cái ngà của bọn voi châu Phi có vẻ như là nó vẫn to hơn ngà của voi châu Á các bạn à. Ui, cũng hay ha. Để mình quay trở lại chuồng voi châu Á coi.
Ôi mấy cái ngà của bò châu Á nè, nó nhỏ xíu à. Nó ngắn ngủn à các bạn ơi. Ôi thế là cũng hay rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu cho bạn những cái vật phẩm mà chúng ta có thể đeo được cho voi châu Á nha. Đó, ở đây thì mình có bốn vật phẩm có thể đeo được nè. Đầu tiên là cái yên, tiếp theo là cái rương nè. Đó, vật phẩm thứ ba là những món đồ trang sức cũng như là trang phục cho voi, và cuối cùng là cái lọng. Cái lọng này thì chúng ta có thể dùng cho những cái bậc vua chúa cũng như là những người có tiền á. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đeo cái yên cho cái con voi châu Á trước nè. Thì với cái yên này á, chúng ta có thể cởi được voi nha các bạn. Nhớ đầy nút xếp gần những cái con voi mà đeo yên để cho nó quỳ xuống, chúng ta mới có thể leo lên được nha. Wow, các bạn có để ý không? Mấy cái em voi châu Á này á, nó di chuyển rất là nhanh luôn. Ôi, nó khác hẳn với mấy cái em voi châu Phi nè, voi Mammoth cũng như là voi Mammoth Thảo Nguyên nha. Ui hay vãi. Ôi nó đi nè các bạn ơi. Wow, xịn vãi chưởng ạ. Rồi tiếp theo mình sẽ đeo cái rương nè. Cái rương khi mà trang bị thì nó sẽ cho mình một cái chìa khóa để mở. Wow, chúng ta có thể để những cái món vật phẩm vào rồi. Vật phẩm thứ ba là những cái món trang sức và trang phục cho voi nha các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, và nó đã phủ thêm một cái tấm thảm lên người con voi nè. Ui hay vãi. Ui, các bạn có thể thấy là cái đầu voi nè, cái cổ voi và những cái chân voi cũng đã trang bị được những cái trang sức rất là đẹp luôn, hình như là vàng bạc đá quý gì đó các bạn ơi. Wow, để mình ra đây mình ngắm thử coi. Ui, đeo vòng bạc nữa các bạn ơi, rất là đẹp luôn ha. Ui xịn vãi. Ui ngoài mông nó cũng đeo luôn. Cái gì mà đeo ngoài mông cái con voi vậy. Rồi và vật phẩm cuối cùng là những cái lọng nha. Đấy, cái lọng này nhìn rất là sang trọng luôn. Cái này á dùng để cho những cái bậc vua chúa nè, những cái quan và những cái người giàu á các bạn, để mà che nắng che mưa khi mà họ cưỡi voi cưỡi ngựa rồi đó. À, nhìn rất là sang trọng luôn nha. Wow, các bạn nhìn nè, rất là đã luôn. Ui công nhận cái voi châu Á này nó xịn vãi chưởng ha, trang bị rất là nhiều thứ luôn đó các bạn ơi. Trời ơi còn gì bằng nữa. Và cái tốc độ di chuyển nó cũng rất là nhanh luôn. Em đang quỳ nè. Đứng dậy. Ôi đứng dậy thiệt luôn. Hay vãi các bạn à. Quá tuyệt vời luôn. Wow, còn gì bằng nữa. Thì mình sẽ trang bị thêm cho một cái em voi châu Á khác nữa nha. Đó, trang bị 41 vật phẩm luôn nha các bạn. Thêm một em voi châu Á nữa được lên đồ các bạn à. Đây là full đồ của voi châu Á nè. Nhìn quá đẹp luôn. Quá đã. Trời ơi. Cởi con này thì không lo sợ nắng sợ mưa nha các bạn. Nó có cái lọng che nè. Ôi cái lọng này nó bằng gỗ hả. Cũng hay ha. Wow, nhìn xịn chứ các bạn. Ui nó có một cái thảm đỏ trên cái lọng kìa. Hay vãi. Xịn thiệt. Chắc mình cũng sẽ đeo yên cho một cái em voi nữa nha. Đeo yên cho cái em voi này luôn nha các bạn. Đó, phải đeo yên trước thì chúng ta mới có thể đeo thêm trang sức, trang phục cũng như là đeo cái lọng nha. Hay chưa. Wow, nó đẹp phải chưởng luôn á. Ui, và khi tham quan cái chuồng voi châu Á này thì chắc chắn các du khách của mình nó sẽ rất là thích luôn đó các bạn à. Rất là đẹp luôn. Wow, vừa đẹp vừa mang cái giá trị văn hóa của người châu Á nữa đó. Hay chưa kìa các bạn. Rồi, chắc mình cũng sẽ đeo rương cũng như là đeo cái lọng cho con này luôn nha. Đó, xịn xò liền. Khi đeo rương thì nó sẽ cho mình một cái chìa khóa đó. Rồi, để mình cởi em voi này đi. Thế là tập ngày hôm nay về em voi châu Á sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra các bạn nhớ để lại bình luận ở bên dưới video này, các bạn thấy em voi châu Á này khi mà lên đồ á có đẹp hay không. Nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.